Trong khi tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để, thì tại đoạn đầu nguồn sông Sài Gòn, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, chuyện hút cát ở đây gây nhiều bức xúc cho người dân. Người dân cho biết, lúc cao điểm, mỗi ngày có cả chục xà lan hút cát. Hút cát ở đoạn sông này là một trong những nguyên nhân gây tác động môi trường, khiến sạt lở ăn sâu vào hai bên bờ sông, cuốn trôi nhiều diện tích đất đai và hoa màu của người dân. Nguồn lợi thủy sản cũng bị ảnh hưởng. Bắt cát bà con là coi như là hạ sụp lở. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa, nguồn nước bị ô nhiễm, dân chúng người ta làm không được. Đó, mà bây giờ là dân chúng người ta nói không được, nó nói nhà nước cấp cho nó. Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng hút cát ở khu vực nói trên chỉ tạm lắng xuống khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra, sau đó lại đâu vào đấy.